các bạn nhé. Thì đây mình cũng nhóc với từ đây chưa mà, thì xe này hết sạch xăng đấy. Thì bây giờ mình vừa điện cho vợ mình gọi là mua xăng để mang vào nhé. Thì nhân tiện là vợ mình sẽ đi cần hàng luôn, bởi vì đây này, đây mình ở đây thì mình đổ dồn luôn vào cái ống đấy, đổ dồn vào thì tí nữa mình chỉ chút vào cái túi là vợ mình sẽ đi vào cần hàng luôn, đỡ phải đổ từng cái nhé. Phải muốn này các bạn, nhưng mà không có nước cạn lắm. Này toàn lớn nhỏ các bạn, hôm qua thế, hôm qua nắm lớn nhỏ quá. Các bạn hình dung vợ mình đi đang đi xuống đây, mình lại thấy ở đây đây chứ. Trên đời này hết sạch sàng, quá đổ thế mới đi từng con nữa. Em đưa phát rồi. Để anh đổ cho. Ngồi. Thấp xuống, thấp xuống, không phải sửa cả. Pourquoi?